Rồi hôm nay mình có dịp gặp trực tiếp với bạn Khải, sinh năm 2006 ở Hà Nam đúng không em? Rồi hôm nay mình sẽ cùng bạn Khải chỉ cho các bạn một ngày trong giáo án ECO14. Các bạn hãy tập theo video này nha. Thì bạn Khải đã có một quá trình tập hơn 1 năm và lên được từ 1m59 lên 1m64 là 5 cm ha. Rồi, anh sẽ bấm giờ cho em tập ha. Đợi anh xí nha. Anh sẽ bấm giờ. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhảy dây một chân, mỗi chân chúng ta sẽ thực hiện 5 cái. Và sau đó chúng ta sẽ kết hợp rút gối 5 cái ha. Rồi 1, 2, 3 bắt đầu. Rồi dừng nghỉ 30 giây nào, hít thở. Bài thứ hai là bài nhảy ngang kết hợp với nhảy cao, em nhớ bài đó chưa? Rồi hít thở đi ha. Rồi chuẩn bị nè. 1 2 3 bắt đầu. Cố lên em, 15 giây nữa thôi. Cố lên. 3 cái nữa thôi, tiếp. 1 2 3. Rồi dừng nghỉ 30 giây. Rồi giờ chúng ta sẽ nghỉ 30 giây. Hít thở. Tiếp theo là bài đẩy chân nha. Video này rất là nặng nên các bạn hãy cố gắng tập và khởi động kỹ trước khi tập ha. Rồi chuẩn bị này, giơ hai tay lên. 1 2 3 bắt đầu. Rồi dừng hít thở 30 giây. Bài tiếp theo là bài Bobby ha. Em nhớ bài đó chưa? Bài Bobby đó. Nhảy 60 giây, bài chống xuống sống chống xuống như đất á. Bài hồi nãy em giới thiệu là nhớ không? Ừ, bài đó em hay tập đó. Hít thở đi.
Rồi chuẩn bị nè. 1 2 3 bắt đầu. Rồi dừng nghỉ 30 giây. Tiếp theo là nâng cái đuôi ha. Hít thở đi. Rồi chuẩn bị nè, 1 2 3 bắt đầu. Rồi rồi dần dần đủ rồi, nghỉ 30 giây. Bài cuối giúp bị chết rồi nha. Hít thở đi. Hôm này đuối lắm. Rồi chuẩn bị nha. 1 2 3 bắt đầu. Cố gắng tập bài này nữa là xong. Hai mươi giây nữa thôi, cố lên. Rồi dừng. Xong. Rồi mệt không em? Lâu rồi mới tập lại, khá là mệt ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, thấy hay thì bấm like và chia sẻ để ủng hộ cho tụi mình nhé. Rồi tạm biệt các bạn.